Xin chào các bạn, mình Thảo Chuyên. Hôm nay mình sẽ sửa mấy cái mạch điều khiển động cơ 3 pha không dầu than cho bạn này, hay còn mạch ESC hoặc còn mạch điều khiển động cơ BLBC cũng thế. Trong bốn cái mạch này thì đây là cái IC đầu tốc xe điện này. Cái này bạn ấy gọi mạch 3 mạch ESC thì có một mạch lát quá, chắc mình không sửa được. Bong hết chân linh kiện rồi nhá. Bong hết các đường mạch chân mạch này thì không sửa được. Con này thì bị bong mất con tụ ra. Bạn ấy do sơ ý làm bong tụ ra thì bạn ấy có hàn lại sai chân tụ nhé. Thì mình câu lại đường mạch sơ sơ thì nát mình thử xem hàn lại đúng hay chưa. Hai con tụ này này. Còn một cái mạch này thì bị cháy nhiều quá. Để mình nhổ lại ra thì mình sẽ kiểm tra lại. Mạch này thì bạn bảo là mạch tốt, bạn nhổ linh kiện ra để nghịch. Bây giờ nhờ mình hàn lại linh kiện cho. Mình lắp lại linh kiện cho bạn đấy. Nhìn lát quá, mất hết tụ, mất hoàn toàn công suất này. Độ chế cả trong mạch này câu chắc là độ cho chạy 12V đây. Mình làm từng cái một. Bà còn gửi mình thêm ba cái mạch tăng áp nhỏ này. Mạch tăng áp hay hạ áp nhỉ? Là M2596. Mấy cái mạch này rẻ tiền lắm. Mất hết biến trở nhá. Thôi làm được cái nào dễ làm thì mình làm thôi. Không làm hết được đâu. Thì mình có nói lại con này thì lúc đầu bạn làm bong con tụ này ra này. Thì bạn có hàn lại thì để ý trên tụ có hai cực dương và âm ấy. Thì mặt dưới đây nó là chân âm rồi. Và chân chân dương bên này thì bạn cũng đem hàn vào cái điểm bên cạnh đây. Là điểm dương, mài cái đường mạch ra chỗ này này. Có đây là điểm thiết trắng trắng này, nó là điểm âm nhá, âm mạch này. Thì bạn hàn chân dương vào cái điểm âm mạch mất. Mình phải câu dây từ cho dây đỏ từ dương tụ bên này sang dương bên này nhá. Con này chỉ bị thế để mình test thử xem có được hay không. Mạch này không thấy cái cụm IC nguồn nhé. Nó chỉ có hai con IC nguồn nhỏ thôi. Đây con 78L12 và 78L05. Thì nó chỉ điện áp vào nó giải hẹp thôi nhé. Nó không như kiểu bọn này. Đây con này này. Cụm nguồn xung qua cả cuộn cả và IC nguồn thì điện áp vào dài rộng, con này điện áp vào dài hẹp. Mình chưa tìm được thông tin điện áp vào bao nhiêu. Nhưng 7812 này thì mình sẽ cấp vào đây 15V để mình thử nhé. Đây mình test các bạn nhìn cái động cơ đây nhé. Trên này có 3 dây thì mình phải dò. Có 3 dây điều chỉnh tốc độ ấy. Mình thấy có ký hiệu theo lần lượt, màu đen là 0V này. Màu đỏ mình câu 5V và màu trắng là nó ghi từ 0 đến 5. Nên mình nghĩ màu trắng là dây giữa của bên trở mình đang câu theo hình thức nhé. Còn đen và đỏ câu vào hai cạnh của con bên trở, còn chân màu vàng đây câu ở chân giữa, vàng câu ở chân giữa con bên trở này. Mình cấp 15V này, 1A này. Chạy rồi đây. Có thể do chỉ là 15V nên nó đang chạy được tốc độ này nhé. Và mình thấy cái phần điều tốc nó không được nhiều lắm. Rồi nó cứ chạy rồi xong cái mạch thứ nhất. Cái mạch này mình có bốc các linh kiện ra để mình kiểm tra ấy, thì con này chắc là chết rồi. Con này là con IR2101 để lái hai con MOSFET đây. Lái theo cặp chéo nhau này. Thì con này chết rồi này. Nó đường mạch quanh chỗ đó cháy đen rồi nhá. Đây có đường mạch cháy này. Lật xuống mặt dưới này. Thì hai con MOSFET này thành một cặp thì chắc là đi theo một cụm rồi, lát mình sẽ đo, chắc chắn sẽ có hai con chết rồi. Còn đường mạch đây nó cháy kinh quá, các bạn có nhìn thấy đường mạch bị đứt này. Đường mạch bị đứt này thì so sánh sang đường mạch bên cạnh nhé. Thì lấy từ chân D một con MOSFET này, nó chạy về đây để chạy về vi điều khiển này. Đây thấy chạy về đây để chạy về vi điều khiển. Thì mình nghĩ đây là tín hiệu cũng từ chân D này chạy về vi điều khiển. Câu thì có thể câu lại được thôi. Mình sẽ xem nó hỏng nhiều hay không ít thì nếu mà cần thì lật về mặt này thì ngoài chỗ con IC chỗ này bị chết này thì chỗ này có một con tụ ở đây này, các bạn nhìn này, đây có một con tụ này. Con tụ nối từ chân 6 nhá, à nối từ chân 8, từ chân 8 nối về chân chân số 5 của nó, à chân số 6, từ chân 8 đây. Chân con tụ từ chân 8 nối về chân 6. Con này cũng thế, từ chân 8 nối về chân 6 này. Là con tụ này. Thì nhìn vào đây mình có thể câu tương đương các mạch để
hoàn thiện nó được, nó tương ứng với cái mặt mình từng sửa rồi. Đây con IR2101S này, trong các bộ nguồn nhưng khác mình sửa sơ đồ nó tương tự này thôi. Vì quan trọng lại con các con điện trở này sẽ bị chết này. Còn hai con công suất này sẽ chết này, con điện trở này cũng sẽ chết này. Con đốt này mình không biết có chết hay không, chắc khó chết hơn. Con này cũng chết rồi. Và trên mạch con này nó còn chết cả một cụm nguồn nữa nhé. Đây ở trên mạch này, chết con 4R7 này. Con 4R7 cấp từ VIN cấp vào để chạy cho con cấp cho con LM317 này. Con này con LM317, con này 7805. LM317 chết chắc là do cái con IC nguồn đây nó hút dòng. À, con driver đấy hút dòng mạnh làm cháy cháy con điện trở này nhé, mình đoán thế thôi. Có 6 con công suất thì mình đo thì theo cặp thì con này nó chạy là con 30L06, 30A60V thì chết mất một cặp này, hai con này vẫn sống này. Đây tiếp tục quan sát lại trên mạch thì có một con điện trở nhỏ đấy cháy nhá. Con điện trở nhỏ ở đây nó sẽ tương với con điện trở bên cạnh này này, con từ chân của con driver để kích vào chân cờ một phép. Con này cháy này, chỗ này sẽ một con cháy theo con này này. Đây, con kim mình chỉ hai con điện trở nhỏ này sẽ cháy theo. Mình nghĩ thay là sẽ ok thôi. Ngại ngùng một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định là thôi làm cho cố nhá. Làm cái này nó phải có sự bình tĩnh mới làm được. Có hai đường mạch bị đứt thì mình câu bằng hai dây màu hồng đây. Nó từ chân 5 và chân 6 của con IR2101 thôi. Câu vào đường mạch, dò theo đường mạch thì câu đến điểm nó thôi. Bây giờ mình trừ một phép mình chưa câu nhá. Con 4R7 bị cháy thay bằng con 1R5 ok luôn. Rồi con tụ bị mất ở chỗ này mình thay vào này, hai con điện trở nối vào chân gờ một phép bé xíu mình thay. Rồi, thay hết rồi. Rồi mình sẽ cấp điện rồi mình test. Mình cấp vào là 15V 0,2A này. Bật nguồn này. Đúng ra thì tùy máy, có máy còn có cảm biến Hall nhé. Mình có tra dataset. À, tra thông số nhà sản xuất cái này thì nó không có cảm biến Hall. Mình cứ tắt mở biến áp này thì nó sẽ phải chạy thôi. Đây có sung này. Giãn cái sung này nhé. Sung hơi dày nhỉ. Đấy có sung này. Một con có này. Hai con có, đây là mình đang test từng 3 pha nhé. Còn đối xứng của nó thì xung nó sẽ nhỏ hơn nhé. Có xung này. Có xung này. Có xung này. Như vậy là tín hiệu điều khiển của nó tốt rồi. Mình sẽ hàn lại một phép. Để ý là mỗi một con này nó quản lý một cặp nhé, thì hai con của một cặp nó phải cùng mã nhau. Cái cặp bị chết ấy, mình không kiếm được con giống nguyên bản nhưng mình sẽ thay một cặp có tham số gần tương tự, nhưng hai con này phải cùng mã nhé. Và mình sẽ nhắn lại cho bạn kia, bạn phải xem video này nhé, các bạn lưng này phải cách điện nhé, không cách điện thì thay vào lại chết lại thôi. Sau khi mình hoàn thiện sơ bộ các con MOSFET này, đang lắp con động cơ vào này thử nhé, cấp 12V để 1A xem nào. Cái mạch này nó không có đèn báo trên này nhé, kể có đèn báo nguồn thì hay. Để 1A nó hơi báo chập, đi set 2A xem nào. Quay rồi nhá. Mình đang để là 15V thì nó ăn 0,4 0,4 đến 0,5A. Tụ
tối đa lan 0,5 năm nhé. Đây cái đồng hồ mình khóa nguồn ở đây này. Ok. Cũng mát thôi. Mình dặn lại bạn chủ nhân của mạch này nhé. Khi ốp tản nhiệt vào phải có cái miếng cách điện nhé. Vừa cách điện và vừa dẫn nhiệt nhé. Tấm chuyên dụng của nó đấy. Còn bạn gửi cho mình thiếu linh kiện này thì mình cũng sẽ để thiếu này bạn gửi. Mình gửi lại cho bạn. Mình không có đồ để mình thay vào đâu. Tiếp theo đến cái mạch IC xe điện này. Thì mình đã làm vệ sinh lại các đường mạch này. Sáng sủa sạch đẹp này. Mình lấy con MOSFET mình thay vào. Mình bốc từ con IC xe điện cũ của mình HI1707. Mình thay 6 con vào đây này. Thay tụ này. Thực ra cái mạch của bạn nó còn xấu hơn cái mạch của mình. Cái mạch zin của mình nhé. Nhìn cái mạch này mình mua hàng cũ về để lấy linh kiện thôi. Mà nhìn nó còn bóng đẹp, còn được nguyên này. Con này chắc sửa thời gian nhiều rồi. Bạn kia gửi cho mình thì có bảo là cái bộ này nó tốt, bạn chỉ bóc linh kiện ra để chạy cái chế các vấn đề khác ấy, nó thiếu linh kiện rồi. Để mình cấp điện vào xem có sống không nhé. À con này bạn ấy có độ cho chạy 12V hay sao ấy, thấy câu nên chở ở đây thì mình câu lại. Mình cho chạy thử 15V xem được. Cái mạch nhận biết độ lớn đĩa vào có 0,18 thôi nhé. Sao lại thấp thế nhỉ? Không có 5V rồi. Năm volt ra không có. 12V cũng không có nhé. 12V ở cụm nguồn này không có này. 5V cũng không có nhé. Mình thử cấp thêm điện áp cao hơn xem có. Đây này, nó cấp vào 24V này. Điện áp cấp cho cụm nguồn này 24V này, 23,1 này. Điện áp đầu ra cụm nguồn tầm 12V. À đây có 14 rồi. Chắc lần này nó mới chạy đấy. Điện áp 5V này. Có 5V rồi nhá. Phải chạy từ 24V trở lên nhá. Mình để 24V bây giờ nó mới có điện áp đấy. Xem cái chân cảm biến độ lớn điện áp 3,7. Chắc đợt này thì chạy đấy. IC1. Nhích van chưa chạy này. Không báo dòng gì nhé. Không báo quá tải mà nó không thấy chạy. Đo lại xem còn điện áp không. Có điện áp đấy. Khả năng ngoài này nó phải có cảm biến han nó mới chạy rồi. Động cơ trơn này chứng tỏ không bị chập giảm MOSFET này nhé. Thế này một là IC không phát xung, hai là cụm driver lỗi. À, một cái thứ ba nữa là có thể trường hợp là cái biến trở này nó không phù hợp với cái điện áp của của cái mạch này. Có loại nó sử dụng Eastenga, có IC thì mỗi loại IC nó khác nhau. Mình nghĩ là nó không phù hợp. Mình sẽ thử bằng cái khác xem có được. Thì nói thôi, mình sẽ hỏi lại bạn kia xem con này nó là mạch đa năng hay mạch zin, có yêu cầu tay ga và cảm biến han hay cụ thể thế nào. Còn video mình sẽ dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.